kiếm sáng giờ cuối cùng thấy được của tổ ong các bạn ơi. Cái dầu này nè, tổ ong đó các bạn. Đến lên trên mình quay cho các bạn xem mới rõ nha các bạn. Các bạn theo dõi nha. Rồi để sàn đồn lên lắp các bạn ơi. Cái này đi không có đem dao theo nữa, không biết gọc bằng cái gì luôn các bạn. Mới đốt cây gọi xong bạn. Tranh thủ lên bắt để trời mưa các bạn ơi. Rồi đốt chưa cháy nữa. Quá trời, mới mưa dứt nha các bạn. Mưa quá trời mưa, không biết có mặt không nha các bạn ơi. Rồi, để mình lên nha. Các bạn theo dõi coi có mặt không nha các bạn. Ô, nó cũng thấp thật bạn. Quá trời. Con bự quá các bạn ơi. Già luôn rồi. Trời ơi, tao ông gì mà. Ôi, rút mặt cũng khô hết các bạn ơi. Ông không dưới trời. Không mặt của anh ha, còn đóng tem nha các bạn. Còn mặt gì là được các bạn ơi. Rút khô trên mới nè các bạn thấy không. Nè, như này còn. Rồi đây mình bắt ra các bạn ơi. Bữa nay mình không có đem con dao nữa các bạn. Xui thiệt chứ. Quá trời vắng. Vâng.
rồi anh cắt các bạn ơi. Mặt dài ghê vậy. Quá trời mặn, mặn bạn ơi. Vô rồi. Còn sáp các bạn. Rồi xuống dưới mình lấy nha các bạn ơi. Hồi xuống dưới mình lấy sáp ra các bạn. Rồi mình xuống thôi các bạn. Được thành quả gì cũng tốt rồi các bạn. Còn hơi sáp nè. Họ xuống lấy sáp ra. Biết sao xuống nữa nè. Cái cây nó bự. Cây chà bá nện luôn các bạn. Mưa tới luôn rồi các bạn ơi. Rồi, kết thúc video đây nha các bạn. Mưa tới luôn rồi, mình lượm mấy sáp này coi. Rồi, chào bạn nha. Tiếp tục bắt ở ông cái su các bạn ơi. Này bắt ở huyện Lộc Ninh các bạn. Đây là huyện Lộc Ninh nha. Đây. Bữa nay lên tới nhà Thạch Lộc Ninh nè các bạn, nhưng mà Thạch không có nhà, Thạch đi làm bằng lái rồi. Cái này bắt ổ trên này các bạn, mới vô gặp ổ. Ổ trên cây su cao quá các bạn. Rồi để lên bắt nha các bạn ơi. Quá. Nhánh nó nhỏ, hơi nhỏ các bạn. Cái này mưa quá mình mang giày mình leo chứ ba cái xô này mưa leo cũng nhớ các bạn. Tụt lên tụt xuống.
hả? Nhanh quá nhỏ được bạn ơi, nhanh nó nhỏ. Rồi quá trời khói. Rồi mình làm nhỏ xíu mà còn khói cỡ đó đó các bạn. Khói là lên chịu không nổi luôn á. Ở đây không cần guốc nữa các bạn. Ông gà. Cũng hơi hùng luôn. Toàn con nhỏ chứ không lớn hùng các bạn. Quá trời đầu mặt. Đầu mặt có phì. Cột hờ dày vô trên này các bạn ơi. Cây này nhỏ. Hả? Vừa đủ tàn à. Nhỏ quá mình không dám chầm nha các bạn. Kỹ một chút kìa cho chắc. Mặt quá trời phì luôn. Quá mình không có quay đầu mặt các bạn xem được nha.
trời cái sáp các bạn. Quá trời ổ này sáp luôn. Còn nữa chưa hết. Mặt thì cũng giữ thiệt, mặt sát thì cũng giữ thiệt nha các bạn. Tại nó non á, nó chưa đủ tàn không. Mặt sát coi nè. Quá, cục sát. Nào cũng ổ. Ổ nhỏ chứ không có lớn gì mấy các bạn. Cho anh coi coi đụng ổ lớn coi mặt ngoài như sao nha. Rồi, kết thúc video này, đi kiếm ổ khác các bạn ơi.